Chào các bác nông dân. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu một giải pháp hữu hiệu để diệt trừ dày xanh và bọ trĩ. Thuốc sâu tiêu rầy xanh, sản phẩm đặc trị đến từ fanbonvietnam.com. Thuốc này có thành phần chính gồm abamectin, acetamiprid và các phụ gia đặc biệt. Sự kết hợp này giúp thuốc thấm sâu vào cây trồng, tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh của dày và bọ trĩ, khiến chúng mất khả năng ăn uống và chết đói. Cách sử dụng thuốc cũng rất đơn giản. Các bác chỉ cần pha 15-20ml thuốc với 25 lít nước, đặc biệt khi dày còn nhỏ ở tuổi 1-2. Một điều quan trọng cần lưu ý, không sử dụng thuốc khi cây đang ra hoa và trái non. Khi có bất kỳ vấn đề thắc mắc về cách diệt côn trùng gây hại, quý nhà vườn hãy gọi về số điện thoại 0933 67 033 hoặc 0943 252 92. Đội ngũ kỹ sư nông kinh nghiệm sẽ tận tình tư vấn và hỗ trợ quý bà con. Trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ đi đến tận vườn để xem bệnh và hỗ trợ quý bà con. Ngoài ra, quý bà con có thể truy cập vào website kỹsuhuy.vn để xem thêm nhiều kinh nghiệm hay và kiến thức hữu ích hơn nữa nhé.